Tại sao bướm bướm là biểu tượng của linh hồn linh ứng? Thứ nhất, vì bản chất cơ địa tâm linh của con bướm bướm đã có sự thần bí. Nó có sự kết nối mạnh mẽ với dòng cực âm. Cấu hình màu sắc và họa tiết của bướm, nếu như bạn để ý sẽ thấy sự phức tạp như là một sơ đồ mô hình mê cung. Sơ đồ mê cung này nhìn vừa mềm mại nhưng mạnh mẽ giống như là một cái lồng sắt chắc chắn, vừa có thể lưu giữ và vừa bảo vệ. Linh hồn phong linh rất nhẹ nhàng và nhạy cảm, nên họ cần một sinh vật có đầy đủ tính cân đối âm dương chuyển tải và bảo vệ cho họ. Thứ hai, vì con bướm bướm là một sinh vật rất đặc thù, có giao hòa hoan hỷ với hương hoa và đất trời thiên nhiên. Sự đẹp đẽ và quán giao đủ rộng đó không tạo ra sự kỳ thị hay là chấp niệm trước muôn loài, nên chúng có thể gánh vác trọng trách quan trọng thay mặt hay bảo vệ linh hồn, là một sứ giả truyền thông điệp rất tinh tế và nhân văn. Con bướm bướm đậu vào người ai đó không hẳn chỉ là một yếu tố khoa học tạo ra sự lý giải, mà khả năng rất cao là sự chuyển giao thần hồn cảm xúc đến đối tượng mà linh hồn yêu thương, muốn tiếp xúc hoặc muốn gửi gắm một dấu hiệu gì đó với ai đó có duyên với mình. Sự tồn tại của linh hồn cũng tương đương với sinh vật hiện hữu trong thực tại, chỉ là chúng ta không thấy họ mà thôi. Không phải loài bướm nào cũng mang theo linh hồn, mà cơ địa của nó phải có đầy đủ sức mạnh và cơ duyên, có sự giao kết với linh hồn mới làm được nhiệm vụ chuyển tải. Tức cơ năng của loài bướm cũng sẽ bị mất sức rất nhiều khi mang vác linh hồn, chứ không phải muốn là được. Vì vậy chúng ta cũng không nên đánh giá một cách đại trà là miệng của bướm bướm là có linh hồn, mà còn phải xét đoán từ bối cảnh nhạy cảm của thời điểm, cảm nhận sự gần gũi của loài bướm đối với mình để mà tìm ra giao tiếp linh tính về thông điệp. Thứ ba, vì vẻ đẹp và chức năng của loài bướm tượng trưng cho hy vọng và sức mạnh phượng khí tái sinh. Cho dù thông điệp của loài bướm gửi đến là điềm lành hay điềm xấu, nhưng đằng sau đó luôn có câu chuyện tại sao phải như vậy. Và nó cần phải diễn ra để mà đưa đẩy bối cảnh đến một hiện trạng cải tổ lột xác nhằm tốt hơn dù có hy sinh điều gì đó trước mắt. Nếu đó là một con bướm nhìn rất xinh đẹp và đầy quy luật muốn kết nối với chúng ta, hãy tin rằng dù bạn và gia đình trong hoàn cảnh nào, tổ tiên và sức mạnh linh thiêng đã có sự chứng nhận, tức cơ địa của bạn nói riêng và gia đình nói chung có thể tạo ra tính nghiệp quả rất cao. Nếu làm tốt thì nhận tốt, nếu làm không tốt thì phải lãnh tương ứng nghiệp xấu. Nó đòi hỏi chúng ta không nên ỷ lại lười nhác trước những tín hiệu tâm linh, mà cần có sự thức tỉnh và nỗ lực để không phụ sự tin tưởng của các đấng quyền năng. Rất có thể, bạn và gia đình cần phải tạo phước nhiều hơn để giúp cho tổ tiên. Và đến khi tổ tiên ổn định tầm lực của họ, thì họ mới có thể hỗ trợ lại con cháu, mới có thể bảo vệ được dòng họ hậu duệ tiếp theo không bị suy kiệt và tiến lên phát triển thịnh vượng. Sẽ là một câu chuyện dài, nhưng trước mắt là như vậy. Hy vọng thông điệp của Eva ít nhiều hữu ích cho bạn. Và rất cảm ơn các bạn đã đồng hành theo dõi lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, an nhiên và đầy cảm hứng lạc quan trong tỉnh thức. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!